Thời điểm này với nền nhiệt độ tăng cao, nhiều người dân và các em nhỏ tìm đến các bãi tắm tự phát. Tuy nhiên, những bãi tắm này đều không có phao tiêu cảnh báo hay lực lượng cứu hộ nếu không may xảy ra đuối nước. Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, được vẫy vùng trong làn nước mát là nhu cầu không thể thiếu của nhiều người. Một bãi tắm tự phát ngay giữa lòng thành phố Ninh Bình là hồ Núi Lớ thu hút rất nhiều người đến tắm và tập bơi, từ trẻ nhỏ đến người già. Cứ tầm 5 giờ chiều, nhiều ô tô xe máy của người dân thành phố tập trung về đây. Và những ngày nắng nóng em đến đây tắm cùng bạn bè. Dạ, đến ở đây tắm thì kiểu nó đông vui với cả nó giải tỏa được cơn nóng vào ngày hè. Tắm ở đây rộng hơn với cả nó không chật chội người như ở bể bơi nữa. Dù biết là thiếu an toàn, tuy nhiên hàng ngày vẫn có nhiều bậc phụ huynh đưa con cháu của mình đến tắm tại khu vực chân núi Thúy, nằm sau đền thờ Trương Hán Siêu. Trong khi nhiều người mang theo can nhựa, áo phao, kính bơi, thì còn khá nhiều người chủ quan không có một phương tiện bảo hộ nào, liều mình bơi ra giữa dòng sông rất nguy hiểm. Hàng ngày thì buổi chiều ông cháu cho bọn cháu ra sông để tắm. Mỗi lần tắm thì cháu tắm khoảng 1 tiếng rưỡi. Trước khi xuống tập bơi thì cháu mặc áo phao và khởi động trước khi bơi ạ. Các bãi tắm này đều không có lực lượng cứu hộ, mức độ nông, sâu hay độ xiết của dòng chảy rất khó để nhận biết và đặc biệt rất dễ xảy ra va chạm giữa người đi bơi với các phương tiện thủy hoạt động tại các khu vực này. Tuy nhiên, bất chấp những nguy cơ luôn rình rập và những tấm biển cảnh báo ở khắp nơi, người dân vẫn vô tư vùng vẫy, nhào lộn. Buổi chiều tầm 4 giờ trở đi thế này thì là mọi người là đến đây bơi cũng rất đông. Thế thì cũng đưa cả các cháu nhỏ ra để huấn luyện để cho các cháu nó có một cái kỹ năng bơi ngay từ bây giờ. Nếu mà có được những cái nơi bơi lội mà nó mang cái tính tập thể, có đảm bảo được an toàn hơn thì cái đó là cái tốt hơn. Đây thì chưa thể là an toàn được. Nhưng mà cái điểm ở đây thì rõ ràng là nó cũng rất đẹp đúng không? Ở trên thì là núi, dưới thì là sông. Thì cái chỗ này là chúng tôi cho đây là một cái nơi điểm bơi cũng là rất lý tưởng. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì việc tắm và tập bơi là lựa chọn giải nhiệt của rất nhiều người dân. Tuy nhiên, những nguy hiểm tại các bãi tắm tự phát luôn thường trực, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để bảo vệ tính mạng của bản thân, mỗi người dân nên lựa chọn các điểm tắm đảm bảo an toàn và nâng cao ý thức, kỹ năng tự phòng vệ, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.